ngọn ruồi sau khi các bác sàng lọc đục đẽo bo mặt cắt bôi keo liền sẹo, sau 6 đến 7 ngày các bác mang ra để dâm ủ. Dâm ủ thì bước tiếp theo thì các bác phải dùng thuốc kích rễ N3M này. Các bác lấy cái thau đong tầm 5 lít nước, đổ thuốc ra cái nắp, lấy tầm 1 phần 5 lượng thuốc, các bác đổ vào đấy, các bác hòa tan, sau các bác cho cái phôi ruối này, cái ngọn ruối này ngâm thuốc sau 2 tiếng các bác nhé. Lúc nào cũng phải ngâm sau 2 tiếng. Các bác mang ra, các bác chuẩn bị cho em một hộp xốp này. Đây là em tận dụng cái hộp xốp em dâm ủ vào đây. Và cát này, cát xây, đây cát xây cát sạch này. Các bác tận dụng cái nước thuốc kích rễ đấy, các bác đổ vào cát, đổ ra sân, các bác đảo. Các bác điều chỉnh lượng nước làm sao tí nữa nắm cát nó được như thế này, nắm cục như thế này, không nhiều nước quá mà không ít quá, nhiều nước quá là mình dâm ủ sẽ thối. Đấy, sau khi ngâm thuốc kích rễ xong thì là sau 2 tiếng các bác dùng tiếp một gói thuốc SH đồng 25. Cái thuốc này là cái thuốc đồng, thuốc này nó không có gọi là độc hại gì đâu các bạn. Cái gói này là mua 10.000 các bác nhé. Cái gói này các bác đổ ra cái thau, đổ nước tầm 2 lít nước, các bác dúng làm sao ướt hết cái ngọn ruối này. Cái thuốc này có tác dụng là chống giang mai này, chống giang mai, chống nấm mốc. Cái gói thuốc này cực quan trọng luôn đấy. Sau khi làm xong những cái giai đoạn này thì các bác cái thùng xốp này các bác đục lỗ ra cho em. Là các bác lấy cái đồ rẻ đấy, rẻ nó thoát để thoát nước ấy, mình đổ vào đây, mình để vào đây thì sau này nó sẽ thoát nước nhanh. Các bác rải một lớp cát ở dưới đáy chậu. Đây là em dùng tận dụng cái thùng xốp em dâm ủ vào đây. Một lớp dưới đáy chậu, sau khi đó mình đặt cái phôi lên để mình dâm ủ. Sau khi em cho phôi và cát vào để dâm ủ phôi, nó sẽ được như thế này. Các bác lấy cát đắp cao lên theo phôi của cây. Sau đó các bác lấy một tí nước các bác rưới nó vào đây. Các bác rưới ít thôi nhá, để cho nó ẩm, rưới ít cho nó ẩm thôi. Xong như thế này thì các bác lấy tre làm khung. Các bác làm hình vòm, mình làm khung, mình làm cao lên và cố định chặt lại. Sau đó các bác lấy ni lông nành chụp lên và ở dưới mình lấy dây mình thiết thật chặt, tránh không khí ở trong lọt ra ngoài và không khí ở ngoài lọt vào trong. Mình làm như thế để giữ nhiệt độ và giữ lượng nước ở trong phôi cho độ ẩm nhất định, cây phôi sẽ phát triển. Các bác nhìn em làm như thế này nhé. Mình làm vòm cao lên để sau này mầm sẽ mọc cao tầm 3-40 phân, không chạm vào ni lông. Mầm chạm ni lông sau này nó sẽ nóng, ni lông nóng mùa này, mùa cây phát triển này, mùa nắng. Mầm chạm vào ni lông sẽ sun lại, sẽ teo cái mầm đấy đi. Các bác làm hình vòm càng cao càng rộng càng tốt.
các bác làm các bác chú ý cái chỗ nào mà nó râm mát thì các bác để phơi ở chỗ đấy mình râm ủ. Mình làm xong vòm và chụp đông thì sau đó mình kiếm những cái đồ rẻ hoặc là bao bì mình phủ lên, tránh ánh nắng mặt trời chiếu vào, ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào nó sẽ nóng mầm không phát triển đâu. Các bác phủ kín đi, phủ kín như này, phủ kín như em này là được. Video của em đến đây tạm dừng. Em chúc các bác dâm được nhiều những phôi cây đẹp thành công. Các bác xem video của em thấy hay, cho em xin nút đăng ký, like và chia sẻ, comment ở dưới. Mọi điều các bác comment ở dưới em sẽ giải đáp cho các bác. Hẹn các bác video sau. Xin chào và tạm biệt.